Tổng Liên đoàn châu Âu ETUC vừa kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu EU thông qua luật quy định nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc trong khu vực này. Theo số liệu thống kê trên toàn khu vực EU, 23% công nhân tiếp xúc với nhiệt độ cao trong ít nhất 1/4 thời gian làm việc của họ. Tỷ lệ này tăng lên 36% trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và 38% trong lĩnh vực xây dựng. Các làn sóng nhiệt ập đến Tây Âu vào giữa tháng 7 đã khiến hơn 500 người ở Tây Ban Nha thiệt mạng và phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ ở Pháp, Anh và Đan Mạch. Hiện nay chỉ có một số ít quốc gia trong EU có luật bảo vệ người lao động trong điều kiện nhiệt độ cao, nhưng có sự khác biệt lớn giữa các nước này. Theo các công đoàn liên kết với ETUC, công nhân Bỉ có công việc đòi hỏi về thể chất không được phép làm việc khi nhiệt độ vượt quá 22 độ C. Giới hạn được quy định cao hơn 5 độ C ở Hungary cho cùng một loại công việc. Trong khi với Slovenia, giới hạn nhiệt độ là 28 độ C tại tất cả các nơi làm việc. Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhiệt độ làm việc tối ưu là từ 16 đến 24 độ C.